Ủa, ai kêu mình vậy ta? Hình như mình nghe tiếng của ai đó quen lắm thì phải, để xuống xem coi. Ủa, Simmy hả? Bye bye nha, tôi đi ngủ đây. Ủa, cái gì vậy? Ê, tôi đâu phải người lạ đâu, tôi là người trong team mà, làm gì mà chặt tôi vậy? Bởi vì mỗi lần tôi gặp bà, tôi biết chắc chắn sẽ có cái chuyện gì đó xảy ra, cho nên thôi tôi ở nhà cho nó yên lành, ok? Ở nhà. Trời đất ơi, làm như mình như kiểu thiên tai thiên họa các bạn ơi. Trời, thấy phong cực kìa. Ê, xuống đây tôi có chuyện nè. Đây, xuống đây có chuyện gì? À, trước khi bắt đầu thì tôi hỏi chứ ông có đang làm gì không, hay có bận gì không, hỏi trước á. À, tôi lúc nào cũng rảnh hết trơn á, từ nãy giờ ở trên phòng không có chuyện gì làm hết trơn à. Có chuyện gì không vậy? À, hôm nay tôi gọi là có một cái vé voucher đi chơi Nhật Bản, ông có muốn đi với tôi không? Cái gì? Wow, một vé voucher đi du lịch Nhật Bản hả? Wow, đó, nghe hấp dẫn không? Vậy ta. Ông có muốn đi không? Đi với trời tôi ơi không? Đi du lịch thì tất nhiên là không đi rồi, thôi về nhà ngủ. Ủa gì kỳ vậy? Em tính từ bao ông đi chơi du lịch ông làm vậy hả? Trời đất ơi. Trời ơi, cái bà này, bà không biết gì hết trơn á. Bây giờ là cái mùa đen gọi là dịch bệnh, bà hiểu không? Bây giờ mà đi ra ngoài đường một cái lỡ bị bệnh cái rồi sao? Rồi người ta bắt mình vô trong cái trại, người ta nhốt mình trong đó luôn á. Trời đất ơi, nói chung là gần đây thôi, ông hiểu không? Trời gần đây đi du lịch Nhật Bản là phải đi bằng máy bay qua bên nước Nhật Bản, chứ làm sao mà gần đây được. Không, bởi vì đó là cái khu mô hình Nhật Bản, ví dụ đó chỉ là một khu mô phỏng thôi. Hình Nhật Bản hả? Trời ơi, nghe đúng cũng hấp dẫn á. Nhưng mà giờ tôi hết tiền rồi, nếu mà sim bao thì tôi đi. Trời đất ơi, ổn chơi vậy luôn các bạn. Thôi được rồi, tôi chung Simmy này bao ông đi luôn. Bây giờ ông có đi không? Đi. Trời ơi, trời. Được bao thì ngu gì mà không đi. Chỉ có thằng ngu mới không đi thôi. Ủa mà hồi nãy mình từ chối, có khi nào mình tự nói mình ngu không ta? Thôi kệ đi. À mà từ gì mà đi liền. Bây giờ chẳng lẽ hai đứa mặc hai cái bộ đồ nhạc quê này đi quả tham quan Nhật Bản, tụi mình phải thay đồ không hiểu không? Okay. Ủa, bộ này là bộ đẹp nhất của tôi đó. Không, nói chung là mình phải thay đổi, ok? Bây giờ tôi năm 1, 2, 3 tụi mình cũng thay đổi nha. Ok, hiểu chưa? Ok rồi. Luôn, rồi. Chuẩn bị này các bạn. 1, 2, 3, cha. Bum. Wow. Các bạn thấy... Ủa Phong ơi, sao tôi thấy cái trên cái dưới được mà sao cái dưới cùng nó kỳ kỳ lắm? Ủa, cái dưới cùng nó... là gì? Cái quần á, ủa sao nó nhìn nó sao Phong, nó không có giống Nhật Bản. Ủa trời ơi, tính ra là bà kêu là giống Nhật Bản thì tôi mặc giống Nhật Bản lắm luôn rồi á. Tôi thấy như thế này là đẹp lắm rồi. Trời ơi, chơi gì nó trời. Sao cái quần này nó giống cái quần của ai á? Sao tôi thấy nó giống ai lắm kìa. Các bạn thấy giống ai không? Quần của ai? Bỏ qua đi. Ok các bạn, hiện tại thì mình đang gọi là hóa trang nhân vật Simmy Kitsune, một nhân vật cực kỳ nổi tiếng luôn đó. Còn Phong thì một nhân vật gì vậy Phong? Tôi đang hóa trang thành bà nhìn thấy đó, ở phía trên là tôi đang mặc một cái áo của Nhật Bản nè. Còn bên dưới thì thôi tôi nói nhỏ cho Sim nghe nè. Thật ra là cái áo này á là do tôi mua. Còn cái quần ở bên dưới tôi đang mặc á, thật ra là do là Sammy lần trước nó ra ngoài chợ á, người ta bán sale ốp 50%, thế là nó mua tôi một lố luôn, quá trời luôn. Giờ tôi mặc không hết luôn. Trời ơi. Cái gì rẻ đó nó mua tôi hết. Trời đất ơi, kỳ cục quá các bạn ơi. Và thôi không sao, chúng ta sẽ cùng bắt đầu đi thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng triệu hồi thần thú đi thôi. Ok Phong, triệu hồi thần thú nào. Ok, trời ơi, tôi cũng thần thú nha. Đây thần thú của tôi nè. Đó, triệu hồi. Bùm. Ok. Rồi, ok, đi thôi. Let's go. Con này đi cực kỳ nhanh luôn á, chắc cũng tầm mà gọi là 8 tiếng nữa mới tới nơi. Trời đất ơi, thông minh quá. Đi thôi nè, let's go. 1 hour later. Đó, tan. Nhanh lên xem ơi. Trời nè, tới rồi. Trời ơi, ông nói nhiều quá. Ta. Đó. Wow. Rất là đẹp luôn. Wow. Ui, ông già Noel kìa. Wow. Đó, ok, đi vô xem thử này các bạn ơi. Đó các bạn thấy không? Trời ơi, cái nhà này, để coi mình coi thử nha. Ê, Sim ơi. Sim có biết nhà này nhà của ai mà Sim vào lỡ người ta quýnh mình rồi sao? Không, đây là cái vé voucher mình có thể gọi là có khả năng tham quan hết mà, tôi bao mà. À, vậy có nghĩa là mình vào đây mình có thể ăn được hết mọi thứ. Liêm sĩ. Hả gì? Ok, sang trọng lên, ok. Mà Phong, ông thấy mấy cái mô hình này có quen không? Ôi, tôi hỏi thật đấy, quen lắm. Wow, tính ra mấy cái mô hình này gọi là hiếm lắm nha. Trong làng Hero Team mình bán đầy luôn á. Đúng rồi á. Tính ra cái này trong làng mình nhiều lắm luôn á Sim. Trời ơi. À thôi không sao, chắc cách trang trí các bạn ơi. Ok, đi tiếp theo. Ok, qua bên chỗ khác coi. Ok. Ồ, trời, cái chỗ này, cái nhà nhìn con gấu này các bạn ơi. Wow,
nhìn đẹp chữ ta, nhìn phong phong nhìn nè. Tôi thấy nó nhìn nó giống cái bánh kem của ta, phải không? Ờ, ok, vô thử quay, Wow, ôi cái này nhìn dễ thương vậy. Wow, ôi các bạn nhìn nè, đúng là phong cách Nhật Bản luôn á. Ôi nhìn mấy cái hộp quà con gấu gấu nè Phong, trời ơi dễ thương quá à. Ôi, cái hộp quà con gấu mà hồng là nhìn đúng dễ thương luôn á. Ồ, cái này trong làng Hero Team là không có đâu. Trời ơi, mình phải lấy trộm về mới được, trộm về. Trời ơi, rất là vậy luôn á. Ồ, trời hay quá các bạn ơi. Ô mấy con thỏ nè. Ủa cái này là Hero Team không có nè. Cái này chắc chắn là Hero Team không có nè. Sim ơi, Sim ơi. Sao mấy con Pikachu trong đây nhìn cái mặt của nó kiểu như tôi là ai, đây là đâu. Nhìn cái mặt nó kìa. Nhìn bừa gì đâu. Pikachu bị ngáo các bạn ơi, trời đất ơi. Ok, tiếp theo là gì đây? Ồ, cái này là chỗ giặt giũ áo quần này các bạn ơi. Wow, phong cách Nhật Bản quá khác ha. Uầy, đầu tư quá à. Em mà tôi nói thật sao mấy cái này quen quen quá à. Ờ, cái này nhìn quen ghê luôn. Cái này nhìn giống như là mấy cái giỏ đồ ăn trong siêu thị của bọn mình hay sao á. Nhìn quen gì đâu luôn trời. Ủa sao trong này đi nó kỳ quá, đi làm sao nó trơn. Nó trơn quá các bạn ơi. Nó trơn. Uầy, nó trượt mình luôn kìa. Nó trượt mình ra ngoài luôn xem ơi. Nó đầu tư quá các bạn ơi. Thôi đúng là Nhật Bản có hàng, Nhật Bản có khác nha các bạn. Đó, cây đi ra các bạn ơi, cho đi một hồi nó trượt ra tậu tận đầu kia đúng không? Ok các bạn, đây là cửa hàng, đi vô xem thử nha. Ok, đây là, đây là chỗ cắt tóc này Phong ơi. Wow. Trời ơi, tôi đoán nha, cái chỗ này chính là chỗ mà Kairon thù nhất trên đời. Đúng không? Bởi vì Kairon là một người rất là sợ bị cắt tóc. Trời ơi, ông cắt cái đầu cái là xong luôn á. Trời ơi, trời. Ủa sao lại có con chuột chuỗi này nó ở đây vậy? What the hell? Ê, what? Con chuột chuỗi này nó mới cắt tóc xong nè, nhìn cái đầu nó kìa. Trời ơi, tóc màu vàng. Ủa, chỗ bán đồ ăn nhanh nè. Wow. Ok, trong này có gì đây? Ui, nhìn nó cũng hay ghê ha. Ở bên Nhật Bản á, tôi nghe nói là người ta nổi tiếng nhất là mấy cái đồ ăn bán ở ngoài đường luôn á. Nhiều đồ ăn ngon lắm luôn á trời. Wow. Ok, đi tiếp theo nè. Ok. À, có một cái chỗ xe này, Phong biết cái xe này bên Nhật Bản đúng nổi tiếng luôn á. À biết, tôi biết cái này nè, cái này mình leo xong mình nhúng á. Ờ đúng rồi, nhưng mà cái này không nhúng được khá biết. Ok, tiếp theo nè Phong. Không làm gì vậy? Ờ, tôi không có làm gì đâu. Thôi đi tiếp đi. Trời ơi, đất ơi, tôi biết sao luôn. Ok, cái này. Ô, thảm bay nè Phong ơi. Bay. Ủa gì kỳ vậy? Tôi đang ở bên Nhật Bản hay là tôi đang ở bên gọi là Ấn Độ, Alibaba với 40 tên cướp mà sao có thảm bay đây vậy? Ôi, cái thảm này quá các bạn ơi. Ôi, cái thảm đẹp lắm luôn á Phong. Wow, cái thảm này mà mua về cho anh dịch là hợp lý luôn rồi. Ôi, trời. Ủa, cái bệ tắm này to quá bạn ơi. Ôi, hợp lý lắm luôn á. Trời, cái này ba người cũng được á. Ok. Ôi, cái con này là con gì nhìn ngầu quá vậy? Ê, con này Hero Team có không vậy? Con này bán đầy trong làng Hero Team mình luôn nè. Sản xuất tại Trung Quốc. Tính ra trong đây là tính ra thôi tôi ở làng Hero Team cho rồi. Ui, có Pokemon trong đây nữa nè. Xem ơi. Xem. Ôi. Lại là con Pikachu, tôi đang ở đâu đây? Oh my god. Ơi hoài luôn á. Ui, Phong ơi, nhìn cái giường rồi nè. Trời ơi, nó đủ tính quá. Trời ơi, cái giường này mà mua về cho anh dịch là hợp lý luôn á trời. Trời ơi, đất ơi, rất là hợp lý đó các bạn thấy không? Đó, đúng là đồ Nhật Bản nó cũng ta cao quý hết trơn á. Ok, bên này là gì đây? Ô, Phong ơi, nhìn nè. Ui, bánh Nhật Bản nè. Cái này người ta gọi là cái gì ta? Bánh mochi đúng không? Mochi với dango. Ôi, wow. Các bạn ơi, cái này đúng chất Nhật Bản này. Ôi, Phong bấm F5 cái cạnh này rất là hợp với hai tụi mình luôn nè. Wow, kiểu là Nhật Bản. Mình đang ăn luôn á, đúng kiểu mình đang đứng mình ăn luôn á. Wow, cạnh này chụp lầm thâm rất là đẹp đó các bạn. Xin chào các bạn. Hôm nay bọn tôi sẽ cùng nhau quay một tiết mục, đó chính là bọn tôi sẽ quay tiết mục gì mà ta hay ăn mà rột quá xin, người ta gọi là gì ta? Múc băng đúng rồi. Ok, chúng tôi sẽ cùng nhau ăn nha các bạn. Ok rồi, nào, ăn luôn các bạn luôn. Phong, người ta múc băng, người ta ăn đồ ăn chay ăn bàn đâu Phong. Mình phải làm lạ hơn người ta thì người ta mới thích hiểu không, người ta mới coi nhiều hiểu không đó. Trời ơi Phong ơi, nhìn đồ hải sản nè. Ôi đồ tươi. Trời ơi, cái này ngon đó nha. Cái này Phong rất là thích luôn các bạn ơi. Ui, cái này gì nè, cái này là gì tờ đồ bán nước tự động nè. Ui, nó đẹp gấp đôi cả làng Hero Team luôn Phong. Wow, chất thật sự luôn á. Tính ra tôi mà ở bên đây ha, là bảo đảm là tôi sẽ tăng cân dèo dèo luôn. Bây giờ tôi muốn uống cái gì tôi ra tôi bỏ tiền vô tôi mua được. Rồi khỏi cần ra siêu thị. Trời đất ơi, cái gì đây, gia đình chuột chuỗi vậy. Thở cắt tóc. Trời đất ơi, à đây Phong, đây là trước khi cắt tóc và sau khi cắt tóc. Sau khi cắt tóc là chọc lóc luôn. Chọc lóc luôn. Ôi, mấy ghế đẹp quá ta. Trời đất ơi, thích quá à.
Hình như trong đây là chỗ người ta bán mấy cái đồ mà để trang trí trong nhà hay sao Sim ơi. Hình như tổng thể luôn các bạn ơi. Ủa thất ghê á. Đúng là đồ của Nhật Bản có khác. Đồ xịn nha các bạn. Chỗ ăn nhẹ bên Nhật Bản này phải không? Để coi coi. Ôi sao chỗ này trống trơn vậy? Ủa sao kỳ vậy? Ê Sim ơi, tính ra tôi để ý nha. Cái chỗ mà nó bán tạp hóa thì nó có quá trời đồ ăn. Còn cái chỗ nó bán đồ ăn thì vô không có gì hết trơn luôn á trời. Đây. Trời đất ơi, wow. Trời ơi, tôi biết là Phong rất là thích luôn nè. Trời, đồ tươi, đồ tươi luôn các bạn ơi. Đó. Trời ơi, đúng là đồ Nhật Bản. Ê mà khoan, không được. Tôi là cá heo cho nên tôi sẽ không ăn cá đâu. Không ăn cá. Chắc không, ba cá heo phải có nhờ cá để sống mà. Wow. Ôi, bên này cũng có mấy cái chỗ khác này Phong, có mũi tên đi tới nè. Tên chị gì nè? Hình như cái này là quán rượu hay sao Sim ơi? À, hình như quán rượu á. Ôi, cái này là hai tụi mình nhậu ở đây hợp lý á Phong. Ồ, quán nhậu. Wow. Nhìn đúng kiểu chất của Nhật Bản luôn á. Wow. Cái này Phong hình như là thường thường người Nhật người ta nhậu á. Ông đứng bên kia nè. Đấy, y chao luôn, đồ ép tâm nè. Ok, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục làm mukbang phiên bản gọi là nhậu. Không, cái này nhậu ai không được. Thôi thì ok, thì Phong cho mình một cái cảm nhận hôm nay Phong đi bên Nhật Bản như nào, những mô hình ở bên Nhật Bản Phong thấy như thế nào. Trời ơi, hôm nay tôi đi nói thiệt là vui ơi là vui luôn. Nhưng mà tôi cứ cảm giác như là ở bên đây nó trộn giữa gọi là Nhật Bản, trộn thêm Trung Quốc, trộn thêm gọi là châu Âu, trộn thêm châu Á, trong khi gì nó trộn tùm lum la vô hết luôn. Rồi. Cái gì cũng có hết. Ok, bây giờ Phong đừng đứng cạnh tôi, đứng cạnh tôi đi. Đứng cạnh, đi vô đó, đi vô đó. Không vô được. Tôi Ok, các bạn thì video gọi là tham quan những mô hình của Nhật Bản của mình với Phong cận như này thôi. Thì các bạn thấy như nào thì các bạn đừng quên bình luận phía dưới mấy bức cho mình sẽ để UID map này ở dưới cho bạn nào muốn tham quan những mô hình của Nhật Bản nha. Ok, còn bây giờ thì bye bye, rồi chúc mọi người thật vui đẹp. Bye bye, à nhá. Bye bye, yêu anh em phải rồi.